Mới đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên làm cá với tốc độ nhanh như chớp khiến người xem trầm trồ. Thót tim cảnh múa dao chế biến cá, có một không hai. Mới đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên làm cá với tốc độ nhanh như chớp. Clip chưa đến 30 giây, nhưng đã thu về hơn 30 triệu lượt xem cùng 11.000 bình luận. Được biết, bối cảnh xuất hiện trong clip là một quán ăn ở Indonesia một chàng trai mặc áo xanh đảm nhận nhiệm vụ làm cá, còn một người khác đứng quay lại video. Trong clip, tốc độ múa dao của thanh niên này đã ở mức thượng thừa. Chỉ với vài nhát cắt, con cá đã sơ chế xong. Hơn nữa, anh ta cũng rất xiên bộc lộ tài nghệ bằng những màn tung hứng, con cá hay cắm dao xuống thấp một cách điệu nghệ. Một số bình luận hài hước của cộng đồng mạng như, hồi còn 10 ngón tay tôi cũng làm được như vậy, sơ chế cá có cần cầu kỳ thế không? quá đỉnh luôn xem mà cứ sợ dao cắt vào tay